Đầu tiên là vào PC này, open nhé. Nhớ bật luôn cả cái Proteus lên. Ở trong Proteus thì thằng nào khởi động trước thì thằng mình bật rồi. Proteus thì ta bấm new này. Đây. Đây, 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 đây. Ta sẽ tạo ra một cái con chip ở đây. PIC16F886. Đây, lấy con chip này ra. Ok. Đặt nó vào. Đấy. Con chip này thôi. Người ta sẽ dùng làm viết chương trình để điều khiển một chân của con chip này nó nhấp nháy. Tức là nhấp nháy xanh đỏ ấy. Được chưa? Thì đây chưa có chương trình thì nó sẽ báo lỗi như này. Nhá. Người ta viết chương trình vào PC thôi. Thì quy trình là các bạn vào menu file này. Sau chọn new này. Ta chọn Project Wizard này. Đó, cái cửa sổ này hiện lên này. Thì ở đây các bạn sẽ chọn một chỗ để chứa các cái file của mình. Nhưng mà do cái project này nó sẽ có rất nhiều file, cho nên là tốt nhất là các bạn sẽ chọn một tạo ra một cái thư mục mới, bấm vào new folder này, tạo ra một thư mục mới để lưu cái project đấy. Giờ thì sau này các file nó đỡ bị lẫn lộn nhá. Nhớ vị trí chứa nó nhá, mở nó ra. Đây là tên project này, nó save vào nó lại đó. Thì bây giờ đến cửa sổ này thì các bạn làm gì? Các bạn vào family này, chọn PIC16, bởi vì con chip của mình nó là con chip PIC16 thì ta chọn PIC16. Sau đến cửa sổ device thì các bạn chọn PIC16F886 F886 đây nhá, chọn nó. Giờ cái chỗ này các bạn chỉ cần lưu ý là cái sung clock của con chip này này là các chương trình nó đang chương trình của con chip này sẽ theo cái sung 20 MHz là đây nhá, chú ý chỗ đấy thôi. Sau đó bấm create project, đó thì nó sẽ tạo ra cái này, cái mới này. Bây giờ các bạn viết code vào đây thôi. Giờ viết code vào đây thì các bạn viết một số code, ví dụ như là viết là output này, nối này, bit này, cái này là pin C3 chẳng hạn, phẩy không. Cái này có nghĩa là đưa ra chân số 3, mức điện áp là 0V. Đưa ra chân số 3 với điện áp 0V. Chân RC3 thành nhầm. Chân RC3, còn chân số 3 là chân nào thì tí nữa mình tính sau. Nhưng mà chân RC3 nhá. Chân RC3. Đấy, là 0V. Sau đó ta định chế lại delay MS cho chế độ 300 mili giây đi. Nhá, tiếp tục ta dùng lệnh tiếp theo là đưa ra chân RC3 mức điện áp là 5V, tức là tương ứng với số 1 đấy. Thế mục tiêu là ta muốn làm chân RC3 có điện áp thay đổi 0V 5V sau mỗi khoảng thời gian là 300 mili giây. Đấy, tức cái nhấp này thế thôi, viết đơn giản thế này thôi. Sau đó sau khi viết xong chương trình thì các bạn bấm build này. Bây giờ nếu mà không có lỗi gì thì nó sẽ hiện báo cáo ở dưới này, có lỗi hay không có lỗi thì nó sẽ hiện báo cáo đây nhá. Không errors và không warning là được rồi. Giả sử như ta viết một cái lỗi nào đó, ta tạo ra một lỗi thì nó sẽ báo lỗi thôi. Này build này. Đấy, nó ghi là một errors.
và một warning. Được chưa? Thì ta dò đến lỗi đấy rồi ta sửa rồi. Thế như vậy. Thì cái việc bấm cái nút view này ấy, là một là nó sẽ kiểm tra chương trình có lỗi không. Hai là nếu mà không có lỗi ấy, nó sẽ tạo ra file hex. Tức là cái file mà con vi điều khiển có thể hiểu được. Được chưa? Sau khi xong rồi thì ta chuyển sang Procharge. Vào đây. Property này. Còn nạp file hex đấy vào. Ta dò lại cái file lúc đấy. Lúc ấy nó ở chỗ nào nhỉ? CCS project đúng không? Bài 1.1 đấy. Đấy, nó sẽ tạo ra file hết này. Các bạn chọn file này, bấm open. Được chưa? Ở chỗ này các bạn chú ý cái chỗ này nhá. Thì lúc con chip lúc đấy là mình thiết lập nó là 20 MHz. Thì ở đây mình phải để 20 MHz. 20. Được chưa? Đó. Thì xong bây giờ chạy. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó nhấp nháy cái đèn xanh đỏ này. Tức là điện áp 5V với 0V nó sẽ thay đổi ở chân này. Được chưa? Thế thôi. Chân này thì các bạn có thể nối các cái con led rồi cái gì đó, rơ le thì nó sẽ điều khiển được thôi. Được chưa? Đây chúng ta thử xem này. Đây, thầy cho một cái đồng hồ vào. DC voltmeter. Chân RC3 là chân... Đây, chân RC3 chính là chân số 14 này này. Đấy, nối đồng hồ vào đây. Ta cho một cái gần ở đây ở dưới này. Ta sẽ thấy là chân này nó sẽ có 5V, 0V thay đổi liên tục. Được chưa? Đấy, tương ứng với các câu lệnh kia của mình. Đấy,